Ngày mới vui vẻ, chưa khỏe. năm mới. Xin chào buổi tối tất cả mọi người. Mọi người có biết là em Quýt em đang ăn cái gì không? Em đang ăn cái mì của mì xào giòn á. Thì em đang ăn cái này hồi nãy giờ mê lắm, cho nên tối hôm nay Hiền tính sẽ làm mì xào giòn cho hai cha con ăn. Ở nhà có gì xài đó, cho nên Hiền chuẩn bị ra hái mớ cải thìa ban đêm, cả nhờ ban đêm mà. Tại vì không có kế hoạch là hôm nay ăn mì xào giòn mà bây giờ mới thèm á cả nhà. Lâu lắm rồi Hiền đâu ăn mì xào giòn. Mà hồi đó giờ em Quýt chưa từng ăn mì xào giòn Hiền làm nha. Đây sẽ là lần đầu mà em ăn á cả nhà. Còn ông Chris thì lâu lắm rồi, lâu lắm rồi ông không được ăn mì xào giòn. Con nói đi, ngon quá. Rồi mẹ. Ngon quá. Ngon quá. Hello, chào buổi sáng cả nhà. Sáng hôm nay thì Hiền đi thăm thử mấy cây đu đủ mà hôm trước ông xã ông trồng á cả nhà. Đây là cả nhà mới có mấy bữa mà làm như thấy nó cao hơn được chút xíu rồi. Nhằm khi trồng xuống á, cái sợ nó bị sốc á cả nhà. Giống như là những cái cây mà mình trồng xuống thì hay bị sốc. Nhưng mà hôm nay Hiền thấy ổn, ổn cả nhà ơi. À, với lại có chị nói với Hiền là đu đủ không có nên tưới nước nhiều. Hiền thấy cũng đúng á cả nhà, tại vì đu đủ mà tưới nước nhiều á, mấy cái đợt hồi lúc trước mưa đó, cái cây đu đủ của Hiền nó bị úng và nó bị thúi á cả nhà. Cho nên cái cây này Hiền hy vọng là sẽ sống lâu chung với Hiền, hy vọng là được vài năm đó cả nhà. Ủa mà cây đu đủ sống được bao lâu cả nhà ơi, cả nhà bình luận cho Hiền biết với, cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Hôm nay Hiền cập nhật tiếp cho cả nhà xem mấy cây cóc của Hiền là cả nhà ơi, đây nè, trời ơi cưng quá. Hôm trước á, cái chùm bông á, nó mới chỉ lú lú lên nè, nhưng mà hôm nay nó lú rõ quá trời nè, cả nhà ơi, mê quá chừng luôn nè. Không biết là gì nó ra được mấy trái nữa hết cả nhà hết, mà công nhận cái cốc này nó có chút xíu mình thích dễ sợ luôn cả nhà. Trời ơi, quá chừng thích. Phía bên đây là cái cây đu đủ thứ hai của ông xã Hiền hôm bữa trồng xuống cho Hiền nè. Đó. Đó thì Hiền thấy cái cây này nó bao giờ nó cũng chậm hơn cái giống màu đỏ, thì không biết tại sao nữa. Cái này là giống màu vàng cả nhà, còn kia mới là giống màu đỏ. Nhìn nè cả nhà, nó cũng có vài cái lá bị vàng. Thì hôm nay Hiền quan sát Hiền thấy nó ở trên thì nó vẫn tươi đàng hoàng nè. Đó, hy vọng là nó sẽ cho Hiền trái trước mùa đông ha. Cây cà thân gỗ của Hiền. Đây là cái trái màu vàng. Hiện có hai loại, cái màu vàng với lại cái màu đỏ. Thì ở đây hiện thấy cái màu vàng nè, sao cũng lâu quá mới được ăn cả nhà hết. Mấy cái trái này cũng một thời gian mới lớn rồi mới chín. Trời ơi, mới nghe tiếng khóc Hiền cứ tưởng là em éo quụt không, mà cả nhà bởi vậy mới dừng máy để xem phải em không. Sao hiện thấy cái cây này nè, ra ít trái hơn là cái cây kia cả nhà, không biết tại sao nữa. Đây nè, hoa thì thấy cũng cũng ít hơn luôn. Đây giống như là cái bên kia thì bộ giống khác, cho nên nó cũng có cái hành vi cử chỉ khác nhau sao. Đây nè, mấy cái trái này nè, em thấy không, cái chùm của nó thì đây một trái ha. Ồ, cái chùm này được bốn trái nè cả nhà, gửi chùm bên đó kìa, năm trái. Cái cây này cưng lắm, được cái là nó hay giấu trái á cả nhà. Đây giấu trái nè, còn này nè, đây Hiền thấy chùm bông. Bên đây á, thì Hiền thấy ít bông hơn bên kia. Mở cây thì lại cao hơn đó cả nhà. Cây này nó cao hơn cây kia nè. Đây là bông của nó nè, bông cũng ít ha. Còn cái cây cà thân gỗ bên đây nè, Hiền cho cả nhà so sánh. Trời ơi cái này nó sắp sửa đỏ đỏ rồi kìa. Đây nè cả nhà ơi, ơi. Đó, cái cây bên đây thì sao nó sai trái hơn nha, có nhiều bông hơn. Quay cập nhật cho cả nhà xem chứ Hiền ra thì cũng mê quá chừng luôn rồi. Ồ, tên này. Đây, này mấy cái nhỏ này. Đó. Ủa mà cả nhà ơi, nó mới ra thêm cái nhánh mà ra được chùm bông to quá nè. Không biết đậu được mấy trái nha. Thường thường nó ra vậy chứ nhầm khi đậu không phải là gì. Đậu nhầm khi nó ít hơn. Đó, cả nhà thấy không? Ở trên đây, ôi. Hôm rồi Hiền thấy nó ít ra bông lại, giống như là kiểu giống như là kiểu nó ra nhiều trái á cả nhà, cái nó ít ra bông lại á. Đây nè,
Ôi trời ơi, cưng quá. Đây nè, đây nè, cả nhà nhìn nè. Ủa cái chùm này được mấy trái ta? Trời ơi, cái chùm này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủa sao nó còn có 8 trái? Thì nhớ hôm trước được 9 trái rồi. Ok nè ha, mời quá ha cả nhà ha. Đây, chưa có chín cả nhà ơi. Tại Hiền muốn ra cập nhật lại cho cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Trời ơi, đứng dưới đây mà chụp cái tấm hình là thôi nó đẹp khỏi nói luôn cả nhà ha. Hổm rồi, Hiền mong chờ quá trời cho nên Hiền lại xuống kiểm tra nè cả nhà. Kiểm tra cây ổi của Hiền á. Trời ơi, nhìn đây nè, nhìn cái trái này như cả nhà biết không, ổi khi mà nó ăn được á là nó sẽ bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt ha. Từ xanh đậm nó sẽ chuyển sang chanh xanh nhạt. Mình thấy cái trái này từ từ nó cũng chuyển sang màu xanh nhạt rồi nè cả nhà. Nhưng mà để thời gian xem sao. Mấy trái này nhỏ nhỏ mà cũng chuyển màu từ từ. Mấy trái này cũng nhỏ mà sao thấy chuyển màu từ từ ha cả nhà ha. Nhưng mấy trái này nè, xanh đậm nè, chưa nè. Rồi cái trái này là Hiền ngó lắm rồi đấy nha. Ở bên Hiền là ổi là một cái thứ mà Hiền rất là mê luôn á. Hiền có thể ăn quanh năm. Cái món này không chỉ Hiền mê mà cục vàng của Hiền cũng rất mê. Hai mẹ con mê món này quá. Đây, trông chờ hết cả nhà ha. Cái trái đầu tiên mà Hiền ngó là trái đó đó. Hy vọng là sẽ sớm sẵn sàng cho Hiền. Có một điều á, có một điều mà Hiền thường hay làm á cả nhà. Đó là Hiền xuống và Hiền ngắt cái đọt của nó ha cả nhà ha. Tại vì ngắt cái đọt của nó thường xuyên á thì nó sẽ cho ra nhiều bông, nhiều trái hơn. Đây là cái điều mà Hiền học được về cây ổi á cả nhà ơi. Đó, mình thường hay ngắt đọt nó. Còn mấy cái này á, Hiền bịch lại cho nên thôi. Để đó đi. Cái nào mà nhìn thấy á, cái mình ngắt. Nó là ngắt gì nè, cũng control, điều khiển cái chiều cao của nó không quá cao. Hiền thì Hiền không thích cây gì mà cao quá. Tại vì được cái mình nắm lùn á cả nhà. Cây gì mà cao quá sau này khó với lắm. Nắm lùn cũng khổ. Đây. Đó. Ở đây nữa nè cả nhà ha. Đó. Đó đi ngắt đọt ổi gì nè, đó. Hy vọng là bà sẽ cho ra trái nữa. Trời ơi. Hy vọng thật nhiều. Ủa này giống cái bông quá vậy. Thôi để đi. Rồi. Có cái đọt nào thì thấy là ngắt cái đọt đó rồi đó cả nhà ơi. Rồi, giờ chuẩn bị đi thu hoạch thôi. Đây, Hiền đi dò hồi nãy giờ mới được cái ngọn này nè cả nhà. Nhìn nè. Ủa nhìn cái ngọn này Hiền thấy giống như là đang chuẩn bị chồi lên nhiều cái đọt non. Nhưng mà nhìn hoa thì Hiền không thấy cả nhà ơi. Đây là cây mận của Hiền nè. Hiền vậy là không biết có nó có thêm cái gì nữa không ta? Có thêm trái không? Tại nhìn đây thì Hiền thấy sao toàn chồi non không à. Có khi nào ông năm nó chỉ ra trái một lần không ta? Đây nè cả nhà. Đây. Mấy cái này thì nó chưa có đâm chồi ra nên Hiền khó đoán quá. Đây nè. Ủa nhìn khó đoán quá cả nhà ơi. Không biết cả nhà nhìn có biết không? Cả nhà chỉ cho Hiền với. Ủa còn cái này. Cái này thì nó cũng chuẩn bị đâm ra là mình nhìn hai bên như có hai cục u. Trời ơi, hy vọng quá trời, không biết sao nữa cả nhà. Bây giờ Hiền sẽ xin mời cả nhà đi thu hoạch lá tí tô chung với Hiền. Ui. Đây. Trời, Hiền học Phật á. Nhầm thi á, cái lúc đầu á mình học á cả nhà. Trời ơi mé ơi, cái con quá trời thôi. Cái mình có những cái giống như là trong nhà Phật gọi là tà kiến á cả nhà. Có nghĩa là những cái kiến thức mà nó không đúng. Thì giống như là hồi ngày xưa Hiền nghe cái câu là oan ức không cần bày tỏ. Tại vì bày tỏ là gì đó, án đó kéo dài gì đó không nhớ được. Nhưng mà hôm trước cái Hiền nghe cái bài của thầy Thích Pháp Hòa, cái thầy mới nói không phải là mình không có bày tỏ, tại vì mình vẫn bày tỏ cả nhà. Có nghĩa là mình vẫn nói ra sự thật, cái đó là thầy nói. Nhưng mà thí dụ như mà người ta hiểu hay không á thì không thành vấn đề, nhưng mà mình phải nói đúng sự thật nha. Bởi vì học Phật có những cái mà mình không có hiểu,
mình cứ tưởng đâu là ăn ướt không cần bày tỏ là thôi, mà mình cứ ví dụ như có chuyện gì đó hiểu lầm thì thôi mình cứ bỏ đi, mình không có cần làm gì hết, nhưng mà thật ra là mình cần phải giải thích, nhưng mà giải thích đúng sự thật. Nghe là thầy nói mình hay có xu hướng là giải thích phần đúng về mình. Rồi thầy nói sau khi giải thích rồi á, nếu mà hả người ta vẫn chọn không hiểu thì là mình đã làm đúng phần của mình. Trời ơi, nó bay hết trơn rồi cả nhà, coi mấy cái lá nhãn lồng gì đâu mà nó to quá chừng nè cả nhà. Những cái gì mà Phật dạy á thì Hiền đều tin tưởng và làm á cả nhà. Và Hiền cũng tin tưởng những cái lời dạy của thầy Thích Pháp Hòa. Thầy không hiểu sao, không hiểu sao mà Hiền thấy thầy như là một cái vị Phật quay lại sao cả nhà ơi, thật tình luôn á. Mà không phải chỉ Hiền mới thấy vậy nha, mình thấy có nhiều Phật tử cũng biết điều đó. Trời ơi, lỡ đi cái trái của tôi rồi. Mình thấy có nhiều Phật tử cũng biết điều đó nữa, giống như là các vị ấy cũng bày tỏ là các vị ấy thấy thầy giống như là một vị Bồ Tát, một vị Phật quay lại á. Chứ cả nhà nghĩ rồi, có ai mà lại sống vì người khác mà không phải là gia đình của mình mà suốt ngày lại đi lo cho tất cả mọi người. Mình thấy cái đó là một cái tâm rất là quảng đại của một vị Phật, một vị Bồ Tát, chứ không phải là người bình thường. Cho nên thì nghe nói là cúng dường cho những vị Phật với những vị Bồ Tát đó là công đức vô lượng đó cả nhà, công đức vô lượng. Ui dồi, cái bàn tay ta bị ngứa quá chừng vậy, sao gãy dữ vậy? Chào buổi sáng. Mới đi con phải. Con nói đi. Chào buổi sáng mẹ. Con phải nữa. Con nổ. Con phải. Thưa ngài, con câu làm bạn chắc à? Con phải please. Please hả? Sáng ngày thủ tục sao? Câu cổ vô luôn. Yêu mẹ nhiêu? Mày không mẹ cái nữa đi. Con ngủ ngon không? Nhiều đi. Mẹ Nhi ơi, đây. Bây giờ là có em Elwood em ra em hái chung với mẹ Hiền nữa nè cả nhà. Đó, hái ăn tại chỗ cả nhà ơi, đó. Đây nè. Ủa cái trái ở trên này cái máy quay không tới cho nên chút Hiền sẽ rê máy lên. Đâu con? Cây á, cây. Có start. Con nói cái gì vậy mẹ? Đây là cái gì? Ơ, gớt trái em bộ trời ơi, không chịu đâu. Ôi ôi, gớt trái uổng quá à. Coi coi còn không cả nhà, để Hiền coi coi. À, cái này. Đây cả nhà thấy không? Cái này nữa nè. Ừ. Ở đây cái này nữa. Sao ngoài kia? Ý con là cái này hả? Dạ. Yeah. Ủa mới chỉ còn trái. Đó, cái giọng cười là phải gì cả nha, phải cười ai hí vậy đó. Trời ơi, rồi con mặt trời. Rồi nè, ăn của con nè. Mình cho em ăn. Thì em ăn hết mà em ngán thì tao mới tới Hiền. Vô mặt. Boom. Yeah, I feel the bigger. Oh, I was bigger. Em nói con bự lên rồi mẹ ơi. Ừ, con bự lắm. Sắp sửa mai mốt bự hơn mẹ giờ. Mốt là con bự hơn mẹ đó. Thì nghĩ mai mốt em bự con giống ba. Cho nên nhà chắc là Hiền sẽ là ốc tiêu nhất. Rồi em phải. Và bigger the dinosaur. Yeah. Em nói con sẽ bự như là con khủng long vậy đó. Sao con không nói tiếng Việt? À. Con nói đi, dinosaur tiếng Việt là gì? Khủng long. Giỏi quá, cả nhà nghe không, khủng long nữa. Đúng rồi, đúng rồi, giống như con khủng long này nè. Con này con gì? Con phải bigger than. Yeah, I know, but nói tiếng Việt, con này con gì? Khủng long. Đó, cả nhà nghe không, tao nói khủng long đó. Mô khủng long. À, con này là con khủng long nhỏ. Thôi cả nhà ơi, sáng hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc video thu hoạch này ở đây. Hẹn lại cả nhà phát sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ gia đình Hiền nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thật vui và bình an. Bye.
Nếu mà chúc cả nhà, cái đó đi, chúc cả nhà, chúc cả nhà ngày mới, ngày mới vui vẻ, vui vẻ, năm mới, năm mới bình an, vạn sự như ý, tiền vô ào ào. Nhanh quá, kẹo bỏ cục.